Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 7 tháng 5. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra các công trình giao thông trọng điểm. Xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới. Mô hình trang trại kết hợp của anh Nguyễn Xuân An, xã Đình Cao, huyện Phù Cử cho thu nhập cao. Nhân tháng nhân đạo năm 2018, xin giới thiệu về các cấp hội chữ thập đỏ huyện Yên Mỹ với công tác từ thiện nhân đạo. Văn Giang còn nhiều kênh nội đồng chưa được khơi thông khi đã vào mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án giao thông tại thành phố Hưng Yên, các huyện Tiên Lữ, Phù Cử, Ân Thi, Yên Mỹ và Văn Lâm. Cùng đi kiểm tra có lãnh đạo các sở kế hoạch đầu tư, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng và đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công công tác giải phóng mặt bằng các dự án cải tạo nâng cấp đường Triệu Quang Phục, đường trục phía Bắc khu đại học Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, đường DH72, DH92 trên địa bàn huyện Tiên Lữ, đường DH80 trên địa bàn huyện Phù Cử. Đường quy hoạch nối vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, dự án nâng cấp tây kẻ sặt đường DH61, DH63 trên địa bàn huyện Ân Thi, đường trục chính cụm công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm. Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đối với dự án nâng cấp đường Triệu Quang Phục tạm dừng việc thi công kè phía tây sông Điện Biên để chờ thực hiện quy hoạch đồng bộ với khu đô thị Vingroup. Đường trục phía Bắc khu đại học Phố Hiến còn 6 hộ chưa bàn giao đất cho công trình. Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên cần kiểm tra hồ sơ nguồn gốc đất đai để có giải pháp xử lý phù hợp. Dự án đường DH80 trên địa bàn huyện Phù Cử có chiều dài tuyến trên 2,6 km, tổng mức đầu tư dự án 17,8 tỷ đồng. Hiện nay dự án đang được triển khai thi công theo tiến độ phê duyệt. Đây là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa sự hợp tác phát triển với tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do vậy, các đơn vị liên quan cần triển khai thực hiện nhanh, bảo đảm chất lượng. Dự án nâng cấp tây kẻ sặt đường DH61, DH63 đoạn qua xã Đa Lộc cần nắn tuyến cho phù hợp để giảm việc đền bù giải phóng mặt bằng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan đẩy mạnh phối hợp tạo điều kiện về giải phóng mặt bằng để các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu cần tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ những khó khăn với các đơn vị địa phương, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong quá trình thi công, cần triển khai nhanh, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông. Sáng nay, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã tới dự. Trong 7 năm xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Thanh đã huy động được hơn 214 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 130 tỷ đồng, chiếm hơn 60%. Từ các nguồn vốn trên, xã đã sửa chữa làm mới được hơn 23 km đường giao thông nông thôn, 10 km đường giao thông nội đồng, các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo quy định. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được phát huy và nhân rộng, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường được quan tâm, cả 3 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,14%. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Văn Hòa nhấn mạnh việc đạt danh hiệu xã chuẩn nông thôn mới chỉ là kết quả bước đầu, xã Ngọc Thanh cần tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí, trong đó chú trọng đề cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ và vận động được để hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phấn đấu duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra quyết định số 1027 công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ quyết định ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế xác định chỉ số cải cách hành chính và bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 248 ngày 17 tháng 4 năm 2018. Quyết định điều 1 công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Điều 2, căn cứ kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính trong các năm tiếp theo. Điều 3, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng. Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở ban ngành tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ số 87 điểm, xếp loại tốt. Ban quản lý các khu công nghiệp chỉ số 84,25 điểm, xếp loại tốt. Sở Giao thông Vận tải chỉ số 83,5 điểm, xếp loại tốt. Sở Nội vụ chỉ số 83 điểm, xếp loại tốt. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ số 82,75 điểm, xếp loại tốt. Sở Y tế chỉ số 82,5 điểm, xếp loại tốt. Sở Tài nguyên Môi trường 79 điểm, xếp loại khá. Sở Thông tin Truyền thông chỉ số 78,5 điểm, xếp loại khá. Thanh tra tỉnh chỉ số 78,25 điểm, xếp loại khá. Sở Xây dựng chỉ số 76,5 điểm, xếp loại khá. Sở Công thương chỉ số 74,25 điểm, xếp loại khá. Sở Khoa học và Công nghệ chỉ số 73 điểm, xếp loại khá. Sở Tài nguyên chỉ số 72,75 điểm, xếp loại khá. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 71,5 điểm, xếp loại khá. Sở Lao động Thương binh Xã hội 71,25 điểm, xếp loại khá. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ số 71 điểm, xếp loại khá. Sở Tư pháp chỉ số 62,25 điểm, xếp loại trung bình. Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Văn Lâm chỉ số 86,5 điểm, xếp loại tốt. Thành phố Hưng Yên chỉ số 85 điểm, xếp loại tốt. Phù Cừ 82,25 điểm, xếp loại tốt. Yên Mỹ chỉ số 79 điểm, xếp loại khá. Khoái Châu chỉ số 78 điểm, xếp loại khá. Ân Thi chỉ số 77,5 điểm, xếp loại khá. Tiên Lữ 77,25 điểm, xếp loại khá. Văn Giang chỉ số 74,75 điểm, xếp loại khá. Kim Động chỉ số 74,25 điểm, xếp loại khá. Mỹ Hào chỉ số 73,25 điểm, xếp loại khá. Huyện Yên Mỹ tập trung mọi nguồn lực nhằm giảm nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tổng số công trình xây dựng cơ bản thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện là 56 công trình với số tiền trên 310 tỷ đồng, số tiền nợ còn 31 tỷ đồng. Năm nay, huyện chi trả 13 tỷ đồng nợ đọng, ưu tiên các công trình còn nợ nhiều như dự án đường nông thôn xã Minh Châu 2,5 tỷ đồng, đường nông thôn xã Sai Phạm hơn 1,4 tỷ đồng, trụ sở làm việc Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Thanh Long 5,3 tỷ đồng và một số hạng mục trường lớp học như trường mầm non Liêu Xá, trường tiểu học, trường mầm non xã Ngọc Long. Hiện nay, huyện Yên Mỹ đang tiếp tục xử lý đất dôi dư xen kẹp, đồng thời bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân, tạo nguồn vốn thanh toán nợ đọng. Khu Đại học Phú Hiến ở tỉnh ta được Chính phủ phê duyệt có tổng diện tích đất quy hoạch là 1.735 ha, trong đó khoảng hơn 700 ha dành cho xây dựng các cơ sở giáo dục đào tạo. Dự kiến quy mô đào tạo khoảng 80.000 sinh viên và 1.000 cán bộ nghiên cứu và phục vụ của các cơ sở nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ. Nhờ đẩy mạnh triển khai xây dựng, đến nay nhiều dự án cơ sở hạ tầng của khu đại học đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành. Hiện khung hạ tầng giao thông chính của khu Đại học Phú Hiến đã cơ bản hình thành, trong đó dự án đường đô thị HI3 đã được thi công xong và đã đưa vào sử dụng. Dự án đường trục phía Bắc khu Đại học Phú Hiến có chiều dài 4,3 km đã thi công xong phần nền, mặt đường, cơ bản xong việc trải đá xăm và chuẩn bị thảm nhựa áp phan. Dự kiến đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Bắc NU10 đã hoàn thiện theo tiêu chí đô thị hiện đại, có kiến trúc cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp và đã bắt đầu tiến hành đấu giá đất, lấy nguồn vốn đầu tư xây dựng các hạng mục tiếp theo. Các dự án khu dân cư NU9 và khu TT7 cũng đang tiếp tục được triển khai đầu tư. Các sở ngành chức năng,
đang triển khai phương án đền bù, chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam xây dựng với diện tích là 70 ha. Chương trình thời sự xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ngày một nâng lên, vừa qua Hợp tác xã Sản xuất Rau Củ Quả và Dịch vụ Thương mại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động đã trồng thí điểm mô hình cam Việt Gáp. Mô hình cam Việt Gáp được trồng với diện tích gần 13 ha, có sự tham gia của 30 hộ gia đình trên địa bàn xã Đồng Thanh. Để đáp ứng tiêu chuẩn cam sạch đưa ra thị trường thì việc trồng và chăm sóc đòi hỏi yêu cầu cao hơn, cần được thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy trình chăm sóc của ngành nông nghiệp. Đặc biệt phân bón cho cây trồng dùng hoàn toàn bằng phân hữu cơ và phân vi sinh, không dùng các loại thuốc bảo vệ trong danh mục cấm và đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch. Theo người trồng cho biết, qua vụ trồng đầu tiên thấy được ưu điểm của việc trồng cam Việt Gáp là cam được bảo vệ tốt, ít sâu bệnh, mã quả đẹp, đảm bảo chất lượng và đặc biệt giá ổn định từ 30 đến 32.000 đồng 1 kg. Từ nhiều năm nay, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ đã vận động các hộ nông dân chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có múi, đem lại thu nhập cao, vươn lên làm giàu cho bà con. Tiêu biểu là hộ anh Nguyễn Xuân An với mô hình trang trại kết hợp đã giúp gia đình anh thu lãi trên 200 triệu đồng mỗi năm. Bằng việc tận dụng quỹ đất và được sự hỗ trợ từ xã, sau hơn 4 năm chuyển đổi với số vốn bỏ ra trên 800 triệu đồng, anh đã mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị, tìm đơn vị cung cấp giống và bao tiêu đầu ra cho mình. Ngoài một mẫu đất chăn thả đàn vật nuôi, thủy sản các loại, anh An còn canh tác thêm 4 mẫu đất trồng các loại cây như cam, bưởi, đu đủ. Đến nay, mô hình trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi của anh Nguyễn Xuân An, thôn Đỉnh Cao, mỗi năm cho thu lãi trên 200 triệu đồng, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, góp phần quan trọng trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới cho xã. Hiện nay, nhiều hộ dân trồng dưa lê tại huyện Ân Thi bước vào vụ thu hoạch. Sau khi trừ chi phí, nông dân thu lãi khoảng 150 triệu đồng một hecta. Tổng diện tích trồng dưa lê của huyện đạt gần 50 ha, tập trung ở các xã Hồng Vân, Đa Lộc, Bãi Sậy, Quang Vinh. Được biết, giống dưa lê bà con trồng là giống có chất lượng cao khi quả chín có mùi thơm đặc trưng và hàm lượng đường cao. Kỹ thuật trồng chăm sóc đơn giản, cây trồng phù hợp với chân ruộng cao, chống chịu tốt với thời tiết nắng nóng. Thời gian từ khi trồng đến thu hoạch ngắn, chỉ trong vòng hơn 2 tháng. Hiện nay, dưa lê đầu vụ có giá từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg. Để phát triển bền vững tránh rủi ro, bà con không nên ồ ạt mở rộng diện tích khi chưa liên kết bao tiêu sản phẩm ổn định. Thời điểm này, diện tích trồng bí các loại của xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ đang cho thu hoạch với năng suất cao và giá thành ổn định. Toàn xã có trên 5 ha diện tích trồng bí các loại, tập trung chủ yếu ở thôn Mai Xá. Giống bí được trồng chủ yếu là bí cô tiên và bí đao. Năm nay thời tiết thuận lợi nên diện tích trồng bí của xã đều đạt tỷ lệ ra hoa đậu quả cao. Trung bình một sào bí đao cho thu từ 1 đến 2 tấn quả, bí cô tiên cho thu từ 5 đến 6 tạ quả. Khi thu hoạch được các công ty chế biến nông sản đặt mua, giá thành từ 8 đến 12.000 đồng 1 kg bí đao, từ 5 đến 7.000 đồng đối với bí cô tiên. Thời gian thu hoạch bí kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6 dương lịch. Bí là giống rau màu dễ trồng, phù hợp với khí hậu và đồng đất địa phương, nên các hộ dân ở đây đều cho thu hoạch khá, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, tiêu biểu như gia đình ông Vũ Công Lực, gia đình bà Vũ Thị Thinh. Huyện Mỹ Hào hiện đang tồn tại hai chợ cóc thường gây ách tắc cục bộ cho người tham gia giao thông là chợ cóc họp dọc phố Thứa và chợ cóc trên trục đường liên xã thuộc thôn Nguyễn Xá, xã Nhân Hòa. Điều đặc biệt là cả hai chợ này đã nhiều lần bị giải tỏa cưỡng chế, nhưng chỉ được vài ngày, tiểu thương lại ra họp. Hai chợ cóc này đều có chiều dài từ 300 đến 500 mét. Các tiểu thương lấy vỉa hè và lòng đường làm nơi buôn bán. Mặc dù cả hai xã Nhân Hòa và Dị Sử hàng năm đều phối hợp với các cơ quan chức năng và Ban An toàn Giao thông huyện tiến hành giải tỏa cưỡng chế, nhưng do chưa cương quyết trong xử lý vi phạm nên các tiểu thương nhờn luật. Việc quy hoạch và quản lý chợ tại đây vẫn chưa được chính quyền hai xã này quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ tại đây chẳng khác gì ném đá ao bèo. Thời gian gần đây, sông Tây Tân Hưng chạy dọc đường 204, huyện Khoái Châu tràn ngập rác thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do việc thiếu ý thức bảo vệ môi trường mà thời gian gần đây,
dòng sông Tây Tân Hưng chạy dọc đường 204 huyện Khoai Châu qua các xã như Liên Khê, Phùng Hưng, lượng rác thải sinh hoạt như chai lọ, các bao tải rác tăng kín mặt nước. Hiện tượng này gây ách tắc dòng chảy, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp nước, tiêu nước phục vụ việc sản xuất nông nghiệp của người dân trong huyện. Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Giang vẫn còn nhiều kênh mương, tiêu thuộc hệ thống thủy lợi nội đồng chưa được khơi thông. Tại kênh tiêu đoạn qua thôn Công Luận 1, thị trấn Văn Giang, một số đoạn qua xã Liên Nghĩa, xã Tân Tiến, Long Hưng, hầu hết các đoạn kênh này đều nhỏ và trong tình trạng bị ách tắc do chưa được khơi thông. Một số đoạn qua ấp Bá Khê của xã Liên Nghĩa và Tân Tiến còn bị người dân lấn chiếm, gây cản trở dòng chảy tiêu thoát nước. Tại cống tiêu chảy ra sông Đồng Quê, trên địa bàn xã Liên Nghĩa là tuyến sông trục tiêu chính của khu vực, nhưng cửa cống lại bị chặn lấp, cùng nhiều điểm bị lấn gây cản trở dòng chảy. Thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2018 và chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, Liên đoàn Lao động huyện Văn Giang đã phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện tổ chức khai mạc giải bóng đá công đoàn Đoàn Thanh niên năm 2018. Tham dự giải có 8 đội bóng thuộc các tổ chức công đoàn khối cơ quan đơn vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Các đội được chia làm 2 bảng đấu, mỗi bảng đấu gồm 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng và thi đấu bán kết và chung kết. Giải sẽ áp dụng thể thức thi đấu 7 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu đầu tiên của giải giữa đội công đoàn cơ quan dân đảng chính quyền huyện và đội công đoàn công ty Minh Long, đội công đoàn điện lực Văn Giang với công đoàn trung tâm y tế Văn Giang. Các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn dưới sự cổ vũ của đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân. Các đội bóng đã cống hiến cho người xem nhiều đường bóng hay, pha bóng đẹp. Cả 2 trận đấu trên đều kết thúc với tỷ số 2-1 với phần thắng thuộc về đội công đoàn cơ quan dân đảng, chính quyền huyện và đội công đoàn điện lực Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, nhân tháng nhân đạo năm 2018, chúng tôi xin giới thiệu về Hội chữ thập đỏ của huyện Yên Mỹ đã có nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả cho công tác từ thiện nhân đạo, mang lại niềm vui cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Em Ngô Văn Phương học lớp 8 và em Ngô Phương Nhi học lớp 3 ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Hai anh em không được may mắn như các bạn cùng trang lứa. Mẹ mất sớm, bố em bỏ đi, để mặc hai em bơ vơ sống với bà ngoại là bà Nguyễn Thị Bội, năm nay đã gần 70 tuổi. Cuộc sống của ba bà cháu rất khó khăn. Bà Bội phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi hai cháu nhỏ. Muốn chia sẻ khó khăn với bà ngoại, hai anh em Phương và Nhi ngoài thời gian học đã cùng bà ngoại đi làm thuê. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Hội chữ thập đỏ huyện Yên Mỹ cùng các nhà hảo tâm hàng tháng đều đến thăm hỏi tặng quà và trợ giúp gia đình từ 200 đến 500 nghìn đồng. Hàng tháng thì là cũng nhận được hỗ trợ của huyện. Mới ở đội thập đỏ ở xã, tất cả cái nhà hảo tâm thì coi là cũng đến là hỗ trợ cho ba bà cháu nhà tôi. Tôi cũng rất là phấn khởi. Gia đình bà Nguyễn Thị Bội chỉ là một trong số hàng trăm hoàn cảnh khó khăn được Hội chữ thập đỏ huyện Yên Mỹ và các nhà hảo tâm hỗ trợ trong thời gian qua. Trong năm 2017, Hội chữ thập đỏ huyện Yên Mỹ đã phối hợp với nhiều đơn vị hỗ trợ cho gần 800 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn bằng các hình thức như tặng quà, xây sửa nhà trị giá gần 900 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ và Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách và người nghèo. Không chỉ quan tâm các hoàn cảnh khó khăn trong huyện, hội còn triển khai cuộc vận động tới nhiều đơn vị, đội tình nguyện viên, các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ người dân các tỉnh như Hòa Bình, Hà Giang, Ninh Bình bị thiệt hại do mưa lũ, băng qua và tiền mặt trị giá gần 300 triệu đồng. Để công tác từ thiện nhân đạo của huyện Yên Mỹ ngày càng phát triển, thì trong thời gian tới, Hội chữ thập đỏ huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, khảo sát, điều tra các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nắm bắt nhu cầu của các đối tượng để xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả, phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình của các đối tượng.
Với những hoạt động và việc làm cụ thể, Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Mỹ đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn về điều kiện vật chất và tinh thần, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, từng bước thoát nghèo. Đó là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân đạo đầy tính nhân văn của các cấp hội trong huyện, góp phần giúp các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai thứ ba, ngày 8 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Ân Thi kiên quyết xử lý các công trình vi phạm thủy lợi mới phát sinh. Hiệu quả các mô hình hợp tác xã trồng rau củ quả sạch ở Phù Cử. Các cấp hội chữ thập đỏ chung sức vì hoạt động nhân đạo. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.